Tiểu thuyết Ca Cha, tác giả Công Nương Bibesco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, thu tại phòng thu CDMC Studio. Chương 8: Quà Noel của Hoàng đế. Đó là đêm trước Noel năm 1859. Cây thông khổng lồ mỗi năm được những người lính của trung đoàn cận vệ mang đến từ khu rừng hoàng gia Peterhof vừa được dựng lên trong phòng tiếp tân của học viện Smolny. Các cánh cửa đều được đóng kín. Tuy nhiên, các nữ sinh trẻ trung ngửi thấy mùi hương tuyệt diệu của cây treo đầy quà mà không cô nào được ngắm trước khoảnh khắc thần kỳ lúc bài quốc ca Nga cất lên ở Smolny. Như trong mọi buổi lễ tôn giáo và các dịp lễ lạc khác, tổ ong rộng lớn đang rất cuồng nhiệt vì mỗi năm ông già Noel mang đến cho các nữ sinh một hộp sô-cô-la. Quà của hoàng hậu, trên nắp hộp có hình đại bàng Nga và dải ruy băng đen và vàng của gia đình hoàng gia. Ngoài món quà chính thức này, các cô bé gia đình quý tộc nghèo chẳng được cưng chiều gì. Rải rác đây đó, vài cô bé nhận được quà do bà hay chú từ quê nhà gửi cho khi nhớ rằng họ có một đứa cháu ở Smolny. Nhưng nói chung, dịp lễ khiến bọn trẻ nhớ đến sự thiếu vắng gia đình và gợi lên một nỗi buồn thầm kín. Thường khi quay quần bên cây Noel, trong vòng tròn trẻ con, trong ánh mắt vài nữ sinh Smolny đẫm lệ, những người cha, người mẹ, anh em đã mất hoặc vắng mặt. Cây Noel lớn với cả ngàn ngọn nến soi sáng những gương mặt trẻ trung đã biết đượm buồn. Đó là lễ Noel đầu tiên của hai cô bé nhà Dolgoruki ở Smolny. Bước xuống cầu thang lớn, Katya và em gái Mary mặc váy phòng màu xanh da trời, nắm tay nhau, không nói gì, nhưng hai cô đều hiểu nhau. Michel, Nikita, Alexis, Kolia, bây giờ họ đang ở đâu? Cũng đơn độc giữa những người lạ trong học viện quân sự. Còn chú ngựa Golo mà Katya dẫn đi dạo trên thảm tuyết trước cửa sổ để ngắm cây thông Noel. Những kỷ niệm xa xưa trong tưởng tượng hai cô gái trẻ, có sự hiện diện thân thương của cô Trebo ngự trị, chính cô đóng vai trò người mẹ của họ. Cô thật có tài hiểu được ước muốn của các cô bé. Cô bỏ ra bao công sức để từng đứa học trò nhận đúng món quà mà chúng ao ước nhất. Marie thì là cái nôi dành cho búp bê, Katya thích tấm mền mới cho Golo và truyện tranh Robinson Crusoe. Cô đến giường gặp các em và kể cho các em nghe những câu chuyện Noel của đất nước cô. Từ khi cha và mẹ bọn trẻ mất, cuối năm cô Trebo lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để gửi một quyển sách cho Katya. Ông gió bà mưa, con chim xanh, hoàng tử ho gà. Năm nay không có quà được gửi đến, Katya nghĩ rằng cô thân yêu đã quên mình rồi, và ý nghĩ này khiến cô buồn rười. Dưới chân cầu thang, các nữ sinh tập hợp, tụm nhóm. Những tiếng chuông đồng hồ gõ 7 giờ, những cánh cửa lớn của phòng tiếp tân mở ra để nhìn thấy cây thông lấp lánh ở cuối phòng. Bà hiệu trưởng, có cả phe đảng các cô giáo và giám thị, tất cả đều mặc lễ phục bằng lụa đen, tay áo viền trắng. Dấu hiệu mở cửa được một dàn nhạc của trung đoàn cận vệ tấu lên. Họ ẩn nấp trong phòng kế bên. Những nhịp điệu đầu tiên của bài quốc ca vang lên, các cánh cửa rung rung mở khóa. Một làn sóng ánh sáng tràn ngập lên các thiếu nữ ngây ngất. Người ta nghe những tiếng kêu ô, a từ những cái miệng tươi mát, và từng đôi một như đang đi dạo, các cô bé diễu hành quanh cây Noel và chào đúng nghi lễ khi bà hiệu trưởng tận tay trao cho từng cô hộp sô-cô-la danh giá, dán nhãn đại bàng Nga. Đến lượt Katya, nhưng thình lình ngẩn người, cô dừng lại, đỏ mặt không kềm chế được, rồi kêu lên vui mừng. Cô nhào tới phía sau gương mặt khó chịu của bà hiệu trưởng. Cô vừa nhận ra đứng giữa các cô giáo gương mặt thân thiết tươi cười của cô Trebo. Cô đến đây à, cô thân yêu, hạnh phúc quá, không thể tin nổi. Và cô phóng đến vội vã, buông tay bà hiệu trưởng, bỏ mặc hộp sô-cô-la của hoàng hậu. Katya ùa vào vòng tay của cô gia sư vừa tìm lại được.
Ngạc nhiên tuyệt vời làm sao, một mùa Noel tuyệt diệu, Kacha yêu quý của cô. Cô giáo vừa nói, vừa vuốt tóc Kacha đang quỳ gối bên giường mà cô Trebo ngồi. Cả hai đều rời khỏi buổi lễ, trong khi cuộc khiêu vũ và ca hát còn tiếp diễn. Họ ẩn náu trong nhà ngủ, giờ này, ban ngày, nhà ngủ trống vắng. Cô cho em biết, cô thân yêu, chuyện xảy ra như thế nào? Có thể như vậy chăng? Em cứ tưởng là cô hiện về, đúng ngày hôm nay. Em đã rất buồn, những người mà em yêu thương đều vắng mặt. Chalopka, Golo, cô và ngài, có thật không là ngài đã gửi cô đến? Đúng vậy, bé yêu quý của cô, nếu không có ý chí cấp của hoàng đế Alexander, em có nghĩ rằng một cô giáo nước ngoài đáng thương như cô đã mất sự bảo trợ của cha mẹ em, không có bạn bè, không có nơi nương tựa ở nước Nga, làm sao có hy vọng có nhiệm sở ở Smolny? Khi thư gửi tới lãnh sự Pháp ở Odessa, có huy hiệu hoàng gia và hàng chữ cơ quan của hoàng thượng, không ai trong nhà tin vào mắt mình, còn cô lại không tin hơn ai hết. Điều gì khiến cô xứng đáng với ân huệ này? Là em bé Kacha chắc đã nói về cô với hoàng đế. Khi đến đây, cô biết ở đây em được bảo vệ đặc biệt. Em được ngài đưa đi dạo và ngài gửi cho em bức chân dung của ngài. Vâng, ngài đã rất tốt với em, người đã từng ác độc với ngài. Em kể cho cô nghe điều đó, nhưng em không bao giờ ngờ rằng ngài tốt đến mức cho em gặp lại cô vào đúng ngày Noel. Cô thân yêu, cô là món quà mà em ao ước, mà chính ngài đã tặng cho em.